Em có một con bơm nước nè, bơm nước này nằm 40 ly nha, rất là mạnh nha, 40 ly luôn anh em. Con này thì em mới cho nổ rồi, mới đổ xăng vô nổ thử ha, chạy rất là ngon nha, chạy ok. Anh em về gắn dây rồi vô rồi xài nha, em chỉ bao động cơ là chạy ngon thôi anh em. Còn dây nhợ thì anh em nào bán giá rẻ thúi anh em, bán 4 xị luôn nha, 400 ngàn anh em. Anh em về gắn dây rồi vô là anh em để bơm nước ha. Còn anh em muốn chế cháo thì anh em chế cháo. Cá đây anh em. Rồi 400 ngàn anh em, chỉ bao động cơ chạy tốt ha. Còn nước thì em bao ga cho anh em luôn ha. Đây, mấy cái này nó không có hư được anh em, trừ khi nó gãy cánh thôi, mà cái này không có gãy cánh ha. Anh em về gắn dây nhợ rồi anh em xài ha, 400 ngàn ha, rẻ thúi luôn, thanh lý cuối năm nè anh em. Mấy cái này thì em không có biết làm nó đâu, không có làm nó hồi đó xưa giờ luôn, nhưng mà con này chạy tốt, bao ga nước cho anh em, vậy cần gắn dây rồi dùng nha.